Chiều hôm nay thì chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã đến Hà Nội. Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày thì ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Riêng ngày mai thì ông Tập Cận Bình sẽ có 10 phút phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Theo lịch trình, lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào ngày 5 tháng 11. Ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, tổng bí thư hai nước sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác. Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư Trung Quốc ông Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ dự buổi gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Trung lần thứ 16. Ngoài ra, ông Tập cũng sẽ hội kiến với các lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam, gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ngày 6 tháng 11, ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc trong vòng 10 năm qua và lần đầu tiên ông Tập Cận Bình đến Việt Nam với tư cách là Chủ tịch Trung Quốc. Năm 2011 ông đã đến Việt Nam với cương vị là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc.